Rồi, chị nào xem nó với bao nhiêu tuổi thì comment số ký số tuổi của bé giùm cho em ha. Chị nào xem nó với bao nhiêu tuổi thì cứ comment số ký số tuổi của bé giùm cho em để em like nón lên cho mấy chị xem nha. Nón nhà em thì đồng giá 35k 100k ba nón giùm cho em ha. Rồi cho em lau một ít kính lên ha mấy chị ha. Cho em lau một ít kính lên trước nha. Rồi chị nào muốn xem nó với bao nhiêu tuổi thì cứ comment số ký số tuổi của bé giùm cho em nha. Rồi mẫu này 50 giùm cho em nha, mẫu vuông nha. Bé này là phải tầm 4 tuổi hơn. Phơ hôm nay hơi to ha mấy chị ha. Phơ hôm nay nhà em là hơi to một bé trai. Dạ, bé là chị bao nhiêu tuổi và chị Trang Nabo ơi, những size này em đang la đang là size cho bé từ 3 tuổi đến tầm 8 tuổi là ok giùm em ha. Bé 8 tuổi này là bé 10 tuổi mà tầm 30 kg đổ lại thì đều ok giùm cho em luôn ha. Bé là chị bao nhiêu tuổi thì chị ơi, nón nhà em thì đồng giá 35k 100k ba nón giùm cho em luôn ha mấy chị ha. Rồi bây giờ cho em lai kính nha. Dạ, kính vuông 50 giùm cho em nha, nhưng mà hôm nay form nó hơi to, em báo trước là form hơi to nha. Bé này là tầm 4 tuổi hoặc là 4 tuổi hơn 20 kg đó mấy chị ha. Tầm 20 kg đổ lên giùm cho em. Mẫu vuông nha. Bé 4 tuổi tới tầm 10 tuổi, 11 tuổi vẫn ok dùm cho em. Hôm nay form này hơi to rồi. Đây ha, mũ nam 4 tuổi có luôn nha chị Trần Mai Liên nha. Nam 4 tuổi là những size em đang like dưới đất đây. Những size em đang like dưới đất đây mà size cho bé từ 3 tuổi đến tầm 7, 8 tuổi là ok dùm em ha. 30 kg đổ lại là ok dùm em ha. Rồi cho em like kính lên trước nha. Rồi em like mẫu cho mấy chị xem nha. Chị nào muốn, em đang để một ít tay nha. Chị nào muốn xem mẫu nào thì cứ nói em like mẫu đó lên cho mấy chị xem. Rồi em like màu của mẫu đó nữa, like màu của mẫu đó cho mấy chị xem luôn ha. Rồi ok chị, 1 tuổi là em có mẫu khác nha chị nha. 1 tuổi là em có mẫu nón mềm thôi nha, em không có size hip hop đâu ha. Rồi đây luôn mẫu vuông giùm cho em 50 nha mấy chị nha. 50 đồng giá, còn mẫu nào dưới 50 thì em sẽ báo cho mấy chị ha. Kính nha, kính nha. Chỉ có nón là đồng giá 35k 100k ba nón giùm cho em hết luôn nha. Rồi mẫu vuông giùm cho em có 3 màu. 4 tuổi cho tới tầm 10 tuổi, 11 tuổi là ok giùm em mẫu này luôn nha. Đây luôn dùm cho em luôn, mẫu vuông ha. Bé mẫu vuông, tráng gương màu bạc dùm cho em nè. Mẫu là tráng gương màu bạc ha. Rồi, đây nha, tráng màu xanh nhưng mà nó không ấy đâu nha. Không có đặt trồng nha mấy chị nha. Rồi, màu cam dùm cho em luôn nè. Đây ha, tất cả các kính nhà em đều có chống tia UV dùm cho em hết luôn nha mấy chị nha. Đây nè, có cái tem nè. Đây nha, đây nè, có cái tem luôn nha mấy chị nha, tem chống tia UV dùm cho em luôn nha. Ủa mẫu này rất tem rồi. Đây luôn, đây nè ha. Tất cả các kính nhà em đều có tem chống tia UV dùm cho em hết nha. Tại vì em ăn kính đi đường nên tất cả đều là chống tia UV dùm cho em hết luôn nha. Rồi, mẫu vuông dùm cho em nha, có 3 màu nha mấy chị nha. Cam xanh với lại tráng gương màu bạc dùm cho em ha. Rồi. Mẫu số 1 dùm cho em luôn nè, cái này chốt mẫu số 1 dùm cho em nha. Chị nào muốn xem nón bé bao nhiêu tuổi? 3 tuổi mẫu đinh đúng không chị? Được nha chị, 3 tuổi mẫu đinh được nha. Hôm nay bé gái em hơi ít nha mấy chị nha. Hôm nay bé gái hơi ít. Rồi, 3 tuổi là mẫu đinh nó được đó. Đó ha. Rồi mẫu này giùm cho em, chốt mã số 1 giùm cho em nha. Cũng là form lớn giùm cho em, bé là tầm 4 tuổi hơn, 4 tuổi tới tầm 10 tuổi, 11 tuổi là ok giùm em mẫu này luôn. Chốt mã số 1 giùm cho em nha. Rồi, màu nó là màu trà nè. Ha, màu trà giùm cho em. Rồi, cái trồng cũng màu cam, mẫu này cũng màu cam giùm cho em luôn nha. Mang vô mát không mắc lắm, đi biển là hơi bị đẹp luôn. Rồi, đây, trồng giùm cho em thôi ha. Đây nha, nó hơi ngã ngã màu tím á ha. Tất cả các kính nhà em đều chống tia UV giùm cho em hết luôn nha mấy chị nha. Đây nè, cái gọng của nó nè ha. Mẫu này hơi bị đẹp luôn. Rồi, chốt mã số 1. Rồi chốt màu giùm em luôn nha, màu trà nè, màu cam nha, rồi màu trong giùm cho em nha. Nó hơi ngã ngã màu tím tím chút xíu thôi mấy chị ha. Rồi. Em đăng like đi chị. Tại nhà em là chuyên kính, anh chuyên nón nhiều hơn ha mấy chị ha. Nên em còn có vài cái kính thôi. Em còn có vài cái kính thôi, bao giá bao chất với mấy chị luôn nha. Cầm về hàng không đẹp em gửi trả lại em luôn ha. Rồi mẫu này dùm cho em luôn, mẫu đinh nha. Bé này bé gái mang được, form này hơi nhỏ chút xíu. 3 tuổi tới tầm 8 9 tuổi vẫn ok nha. Bé nào ốm ốm, bé nào ốm ốm tầm 30 kg, nói chung tầm 30 kg đổ lại vẫn ok dùm cho em. Mẫu này bé 3 tuổi vẫn có thể ok. 3 tuổi này là tầm 15 16 kg đổ lên dùm cho em là ok mẫu này ha. Mẫu đinh nha, mẫu đinh này cũng 50. Tất cả các kính nhà em đang like là 50 nha. Mẫu nào 40 em sẽ báo cho mấy chị ha. Rồi đây luôn dùm cho em 50 dùm cho em nha. Em đang like những mẫu này 50 hết đây mấy. Em đang like những cái mẫu 50 hết nha luôn, hết luôn nha mấy chị nha. Rồi, mã 1 trong. Ok chị nè, mã 1 trong. Đây ha. Đây nè. Đơn giản nhưng mà mang vô hơi bị sang luôn nha. Rồi ok chị tuyến tuyến sen nè. Đây nha, chú với chị cái mẫu này luôn nha. Rồi mã đinh dùm cho em, màu hồng với lại màu đen ha. Cái đen thì cái trồng nó màu cam, nhưng mà mấy chị ơi, bé bé mang những cái mẫu này rất là mát con mắt luôn, em nói thật luôn nha. Hàng nhà em tất cả đều chống tia UV nha, tia UV 400 dùm cho em nè. Có cái tem nè mấy chị ha, đó ngay cái gọng nè, cầm về mà không đẹp em gửi trả lại em luôn ha. Rồi đinh hồng với lại màu đen dùm cho em. Rồi chị nào muốn xem nó mấy bao nhiêu tuổi thì cứ comment số ký số tuổi của bé dùm cho em nha. Hôm nay kính bé gái hơi ít, kính bé gái em còn có mẫu đinh đó thôi á. Tuyến xem nè, mấy chị lấy hàng mấy chị chịu khó inbox vẽ tay dùm em nha. Rồi để em chốt cái kính đã nha.
Rồi đó, những mẫu đó là em đang like là 50 thôi đó chị ha. Tuyến sen nè. Ok chị, tuyến sen là Linh Hồng nè. Ok chị, tuyến sen là Đinh Hồng nè. Ok chị Yến Nhi Trần Đinh Hồng luôn nè. Rồi cho em like mẫu 40 nha. Mấy chị lấy hàng mấy chị chịu khó inbox vẽ tay giùm em nha. Mấy chị lấy hàng mấy chị chịu khó inbox vẽ tay giùm em nha. Em chốt hàng qua Messenger ha. Nên chị nào không inbox là em cũng tự xả hàng nha. Nón 37kg 8 tuổi và 25 25kg em có nha. Bé 8 tuổi của chị 37kg là bé hơi tròn người rồi đó. Vòng đầu từ vòng đầu của bé 8 tuổi đó của chị tầm 45 đến tầm 60 là ok. 40 tầm 45 đến 60 là ok giùm em ha chị ha. Đây luôn mẫu này giùm cho em không có mũ vành nha chị nha. Rồi. Kính em không có bé 2 tuổi đâu chị, kính em toàn size lớn thôi. Rồi đây luôn giùm cho em mẫu Ray-Ban nha. Mẫu Ray-Ban này bé này là tầm 3 tuổi vẫn ok ha. Mẫu này bé 3 tuổi vẫn ok giùm cho em mẫu. Dạ đúng rồi, ba nón. Nhà em chỉ có là nón thôi nha, em ghi rất rõ là nón nha. Ba nón 100k giùm cho em. Nón một một đồng giá 35k giùm cho em một nón nha. Ba nón 100k. Kính nhà em là giá khác em chị nha. Không ai bán cái kính mấy chị 35.000 đâu, em nói thật luôn á. Em bán 40 50 là em bao giá toàn Facebook cho mấy chị luôn ha. Rồi đây luôn giùm cho em nha. Tất cả các kính nhà em đều chống tia UV giùm cho em hết nha. Hàng kính nhà em không lỗi không gì hết, chỉ là em ship cho mấy chị thì em không đựng trong hộp kính thôi, em không có đựng, em không ship kèm hộp kính nha, hộp đựng kính á, em không ship kèm hộp hộp đựng kính ha. Em chỉ ship cho chắc mấy chị chắc chắn gói cẩn thận cho mấy chị là không bị trầy xước này nọ kính thôi. Còn em hàng nhà em là không có kèm hộp kính, là tại vì giá này là không có kèm hộp kính cho mấy chị nha. Mấy chị nghe kỹ giùm em ha. Rồi ok chị luôn nè. Đây luôn mẫu Ray-Ban giùm cho em nha, mẫu chuồn chuồn nha. Bé này bé trai từ 3 tuổi tới tầm 7 8 tuổi là ok giùm em mẫu này. Tráng gương màu bạc giùm cho em nha, màu nâu, gọng màu nâu nha mấy chị nha. Trồng màu nâu chứ trồng màu nâu giùm cho em ha. Màu nâu này mang lên nhìn sang hơn, nhìn sang mà nó nhìn trắng trắng da mặt hơn là cái màu đen nữa mấy chị ha. Rồi mẫu Ray-Ban giùm cho em nha, chuồn chuồn, chốt mã chuồn chuồn giùm cho em nha. Mẫu này bé 3 tuổi thôi ha. Ui, 3 tuổi tới tầm 7 8 tuổi giùm cho em, 40 giùm cho em thôi, 40k giùm cho em thôi nha. 40k giùm cho em mẫu này nha. Rồi. Dạ có luôn nha chị, kính tất cả các kính nhà em đều chống tia UV giùm cho em hết nha. Tại em bán kính đi đường đi biển mà, nên tất cả đều có chống tia UV giùm cho em hết luôn nha. Mũ bé trai 1 tuổi rồi ok chị nè. Kính tròn 3 tuổi đeo được. Dạ kính tròn bé 3 tuổi đeo được giùm cho em nha. Em còn màu đen với màu hồng nha. Mẫu đinh nè. Mẫu đinh giùm cho em nha. Còn mấy mẫu kia form hơi to, form mấy mẫu kia hơi to. Dạ trong hộp là set kẹp á chị. Set kẹp tóc cho bé gái ở đây nè. Mẫu đinh giùm cho em nha. 3 tuổi. Ô quên 3 tuổi. 3 tuổi tới tầm 7 8 tuổi là ok giùm em mẫu này nha. Đây ha. Rồi mà em còn mẫu đinh. Đinh này là màu đen giùm cho em hoặc là đinh màu hồng giùm cho em nha. Trời màu hồng quá cưng luôn, bé gái mang vô không biết không được, không cưng thì thôi luôn. Hàng cầm về không đẹp em gửi trả lại em luôn ha. Bao giá mấy chị luôn, em bao giá toàn Facebook luôn á. Không đi đâu mà được cái kính giá dưới 80 ngàn đâu. Nhà em bán kính có 50 ngàn là bao giá luôn. Đây nó bé gái 8 tuổi. Bé gái hả chị? Bé gái là những size em đang like đây chị. Dạ kính đồng giá 50 giùm cho em nha. Kính đồng giá 50 giùm cho em. Rồi đây luôn, chỉ có mẫu này Ray-Ban là nhà em bán 40 thôi ha. Đây nè, chỉ có mẫu này 40 giùm cho em nè. Mẫu này màu nâu với lại mẫu này màu tráng gương màu bạc giùm cho em là 40 thôi. Rồi bé 8 tuổi là những size em đang like nha. Tất cả các nón nhà em đều có thâu thâu dây được giùm em hết luôn nha. Rồi đây luôn, kính đồng giá 50 giùm cho em luôn. Bé gái 8 tuổi, 8 tuổi và 5 tuổi đây. Một vàng em đang la 8 tuổi và 5 tuổi đang vừa cho bé 5 tuổi với 8 tuổi của chị luôn nha. Đây luôn. Em còn cái set kẹp đây. Em còn cái set kẹp giùm cho em xem mình Hello Kitty bé 8 tuổi và vừa nha. 8 tuổi đó vừa ra rồi Hello Kitty rồi, để em like Hello Kitty nha. Hello Kitty mẫu nhung giùm cho em, chốt cho em mẫu nhung giùm cho em nha. Bé này là tầm 3 tuổi tới tầm 8 9 tuổi là ok giùm em. Mẫu nào của em cũng có dây thâu hết nha mấy chị nha. Đây nè, dây thâu giùm cho em hết nha. Tất cả đều có dây thâu ha. Bé 8 tuổi của chị mà tầm ba mấy ký lận đúng không? Tầm ba mấy ký hả? Ừ. Dạ em sợ không vừa đâu chị nha. Nếu tầm ba mấy ký lận nhiều khi bé tròn 10 vòng đầu bé sẽ tăng chút chút nữa đó. Nên em sợ nó không vừa đó. Rồi đây luôn giùm cho em nè. Mẫu nhung giùm cho em nha. Đâu rồi? Hai màu. Kitty nhung giùm cho em hai màu nha, màu hồng đậm màu hồng nhạt nè ha, màu hồng nhạt đó giùm cho em nè, hồng đậm giùm em ha. Rồi Kitty nhung giùm cho em mẫu này nó là lưỡi trai nha, mã nhung mèo nhung giùm cho em nha. Hồng đậm hồng nhạt, chốt màu luôn cho nó nhanh lắm chị nha. Hồng đậm hồng nhạt. Rồi
có cái mã Kitty này nữa. Đây, Kitty này dùm cho em luôn. Kitty này không có nhung ha. Đây nè, đây nha, chốt mã mèo dùm em là được rồi. Mèo đậm hoặc là mèo nhạt nha. Đây là nguyên một cái mèo phía sau luôn nè. Trời ơi, mẫu này không cân thì thôi luôn á. Hàng này hàng Quảng Châu á, bán trên mấy cái shop khác đó, mấy chị bán giá phải là bèo nhất cũng phải là 45 50 ngàn một cái á, mà mấy chị ra ngoài shop luôn á hoặc ra ngoài chợ giá phải trên 80 ngàn một cái nón này á, bảo đảm giá luôn. Rồi, hàng cầm về không đẹp em gửi trả lại em bao giá bao chất cho mấy chị luôn. Rồi, mẫu mèo dùm cho em màu hồng đậm nè. Màu hồng nhạt dùm cho em nè ha. Cái mẫu mèo này á bé nhà chị 8 tuổi nhiều vẫn có thể ok nha chị nha. Bé mẫu này bé mèo á 8 tuổi mà ba mấy ký vẫn có thể ok đó. Ừ, form là ba mấy ký vẫn ok dùm cho em nè. Nè, phía trong dùm cho em nè. Đây nha, hàng nhà em lúc nào cũng may hai lớp hết nên mấy chị yên tâm dùm cho em nha. Nón bé trai, bé chị bao nhiêu tuổi đây chị Bi Heo ơi? Em ăn like những size cho bé từ 3 tuổi đến 8 tuổi nha. Chị nào mà xem size nhỏ, chị nào mà xem size nhỏ chịu khó vào Facebook anh em xem dùm em cái album size nhỏ dùm em nha. Rồi, còn em đang like size lớn không mà kính bé trai 3 tuổi, kính bé trai 3 tuổi hôm nay em hết rồi chị, em còn form 3 4 tuổi đổ lên không à. Hello Kitty trên đỉnh vừa không bạn? Dạ vừa nha chị, hai cái mẫu em vừa like cho chị, bé 8 tuổi là vẫn có thể vừa đó ha. Form nó cũng hơi to với là cái mèo nhung này, quên cái heo nhung này nữa nè, là bé 8 tuổi ba mấy cái của chị là vẫn ok đó ha. Còn mấy mẫu kia là không vừa đâu, form nó nhỏ lắm. Coi nó số 48 đi chị, ok chị Ruby nè. Đây 48 giùm cho em luôn nha, 48 giùm cho em luôn. Đây luôn. 48 giùm cho em luôn. Còn đúng một cái luôn á, còn đúng một cái 48 giùm cho em luôn. Đây nha. Màu trắng, chữ bên em tất cả là thêu hết nha mấy chị nha. Nè, chữ bên em tất cả đều là thêu hết dùm cho em nha, không có cái nào dán đâu nha, nên mấy chị yên tâm vô tư mà giặt thoải mái dùm cho em nha. Giả kính 50 dùm cho em nha chị nha. Rồi, đây luôn, đó 48 dùm cho em. Cái vành nè, cái trái banh là cũng là thêu dùm cho em luôn. Chốt trái banh dùm cho em nha, hết trái cây rồi chị ơi. Em hết trái cây rồi. Đây em hết trái cây rồi mấy chị ơi. Em đang hết trái cây rồi. Hai hồng nhạt một hồng đậm, hai hồng nhạt một hồng đậm rồi ok chị luôn nè. Hai hồng nhạt là hai cái nào vậy? Ủa hai hồng nhạt là cái nào vậy chị? Chị lấy mã nhung hả? Mã nhung hay là mã hay mã mèo không đây? 4 tuổi là vừa đó, 4 tuổi là vừa dùm cho em. Chị lấy mã mèo á. Đây nè, chị lấy mã mèo này hay là chị lấy mã nhung đây? Chốt dùm em cái mã với chị ơi. Lấy cái gì vậy chị Ruby? À ok chị số 48 ha chị Ruby ha. Rồi ok chị Ruby Hui nè. Mấy chị lấy hàng nón heo có bao nhiêu, nón heo có bao nhiêu là sao chị? Mấy chị lấy hàng mấy chị chịu khó inbox phải tay giùm em nha, em chốt hàng của Messenger nha. Rồi ok chị Tuyến Sen nè, tổng cộng là ba cái nón ha chị ha. Ok chị Tuyến Sen nè, đâu rồi, hai hồng nhạt một hồng đậm. Bé gái nhà em á chỉ có mấy mẫu bánh bèo này thôi mấy chị. Bé gái nhà em chỉ có mấy mẫu bánh bèo đó thôi ha. Rồi ok chị Tuyến Sen nha. Rồi xem bếp ba. Rồi ok chị xem bếp ba nè. Với kính nâu, mắt kính nâu. Kính nâu là mẫu nào đây? Kính nâu này hả chị? Mẫu Ray-Ban đây hả? Đây luôn nè, mẫu Ray-Ban dùm cho em nè. Mẫu Ray-Ban là đúng không? Mẫu này đúng không? Màu nâu, trồng màu nâu dùm. Dạ nón đồng giá 35k dùm cho em hết nha. Nón đồng giá 35k dùm cho em hết luôn nha. Rồi mẫu Ray-Ban dùm cho em là chút mã chuồn chuồn dùm cho em được rồi ha. Mẫu này 40 thôi. Mẫu này mang vô hơi bị sang luôn á ha. Rồi tráng bạc dùm cho em nè. Trồng nâu dùm cho em nha. Trồng nâu dùm cho em ha. Đó Ray-Ban chốt mã dùm em nha. Cái màu nâu này mang lên nhìn nó sáng da với lại nhìn tây hơn là mấy màu đen nữa mấy chị ha. Rồi 40 giùm cho em mẫu đó cho chút bạc giùm em hoặc là chút nâu giùm em nha. Rồi ủa bé nhà chị Ruby này bao nhiêu tuổi đây? 3 tuổi là em còn mẫu này thôi nha. Còn mấy phơm kia 4 tuổi lận. Mấy cái phơm em đăng like 50 là 4 tuổi hơn lận. Phơm nó hơi to đó. Rồi heo hồng nè. Heo. Đâu rồi heo rồi. Còn được cái heo nhung đây. Heo nhung giùm cho em nè. Heo nhung giùm cho em nha. Rồi ok chị Ruby mã Ray-Ban luôn ha, mãi mãi chuồn chuồn luôn ha chị Ruby ha. Rồi đây luôn heo nhung dùm cho em nha, còn được cái hồng nhạt thôi ha chị ha. Rồi siêu nhân để em like siêu nhân ra. Nhà em có mấy cái siêu nhân lận? 6 tuổi, à 6 tuổi thì ok dùm em ha. Rồi đây luôn dùm em nha, heo ba cái hồng. Ba cái hồng là sao chị? Là chị lấy ba cái hồng mã nhung heo luôn đúng không? Em có màu hồng đậm nữa. Hồng đậm, cái tông hồng đậm nó cũng giống như cái màu này nè. Em để đâu mất đất rồi. Mãi like là quên soạn ra rồi. Đây nè.
Đây nha, tông hồng đậm cũng có màu hồng đậm luôn, cái mã heo nhung mới đó, còn màu hồng đậm luôn nha. Chị muốn lấy hồng đậm hay hồng nhạt đây? Rồi, siêu nhân giùm cho em nè, siêu nhân giùm cho em đây nha, siêu nhân giùm cho em nha, màu đỏ nè, siêu nhân đỏ nha, mẫu này hip hop nha, 4 tuổi là quá ok luôn rồi nha, vừa in luôn á. Rồi, một cái nhện này nữa giùm cho em, một mã nhện này nữa giùm cho em, chốt nhã nhện lưới giùm cho em nha, nhện lưới màu đỏ nha. Màu xám nha. Màu xanh giùm cho em nha, nhện lưới ha, chốt màu giùm em luôn nha. Rồi, còn mã Batman nữa nè, Batman đi giùm cho em nha. 6 tuổi vui nha chị. Những size nón này em đang like đang là size cho bé từ 3 tuổi đến tầm 8 9 tuổi là ok giùm em đó ha. Rồi đây luôn giùm cho em mẫu Batman nha. Nên 6 tuổi của chị là ok rồi, với lại mẫu nào của em cũng có dây thun hết nha mấy chị nha. Rồi mã Batman giùm cho em luôn nè. Batman nha, màu này hơi bị đẹp luôn. Rồi, Batman giùm cho em luôn. Em có mã Fendi nè, chị nào lấy Fendi không? Những size nón em đang like đang là size cho bé từ 3 tuổi đến tầm 7 8 tuổi là ok giùm em nha. Ba cái màu hồng đậm nhạt luôn. Rồi thì em hốt rốt đại nha chị ha. Em hốt đại cho chị màu ha. Nhưng mà tổng cộng là ba cái heo nhung luôn ha chị ha. Rồi ok chị Su Su nè, Fendi giùm cho em nè, hai màu nè, màu đen, màu xám ha, hai màu Fendi, màu đen màu xám giùm cho em. Mũ siêu nhân Hello Kitty. Ok chị Tuyến Sen, chị chốt mã siêu nhân này nhà, siêu nhân đỏ hồi nãy đúng không? Chị cứ inbox giùm cho em nha, em sẽ chốt đúng hàng cho chị, khỏi cần phải chụp lại ha. Cứ inbox giùm cho em đi, em sẽ chốt đúng hàng cho chị. Ok rồi mình ship ha mấy chị ha. Có nó bé gái 2 tuổi không? Có luôn nha chị nha. Ủa còn cái siêu nhân này nữa nè. Chị không thấy rồi, em còn cái mã siêu nhân này nữa nè, siêu nhân này 3D giùm cho em nè. Siêu nhân này 3D giùm cho em nè, siêu nhân 3D nha. Cái vành nó là lưỡi trai nha. Chị Tuyến Sen chị lấy cái siêu nhân đỏ hip hop lúc đầu em like đúng không? Nằm trên cùng đúng không? Rồi ok chị Tuyến Sen nè. Đây nè, còn cái siêu nhân 3D nữa nè mấy chị, nãy giờ em không để ý. Đây nha, siêu nhân 3D giùm cho em, nó là lưỡi trai ha, nó là lưỡi trai. Cái vành nó là vành nhũ, nhũ kim tuyến á, mà cái nhũ đã ấy keo rồi nữa mấy chị, đừng có sợ mà rất keo dính người bé nha. Rất kim tuyến dính người bé ha. Rồi ok ha. Theo bếp ba màu hồng rồi ok, để em lấy theo bếp ba cho nè. Ok chị Ruby nè, fan đâu rồi, kính 50 nha chị nha, fan đen. Ok chị Ruby, ok chị Ruby nha, fan đen còn không, fan đen còn không đây. Em có mẫu này giống như mẫu fan luôn nè, nó giống như mẫu fan luôn, fan đen đi nhấc hết rồi lấy luôn đi. Rồi em có mẫu này nữa này, giống như mẫu fan luôn nè, đây nha, giống như mẫu fan luôn đó. Nhưng mà cái hình nó là hình nữ hoàng giùm cho em nha, nữ hoàng là theo giùm cho em ha, chút mã nữ hoàng giùm cho em còn màu xám thôi. Rồi nữ hoàng nha, cái chị gì á, cái chị đâu rồi, Ruby á, phơm bé 4 tuổi á, quên phơm chị bé 6 tuổi, chị đội những cái mẫu này vẫn ok nè, kính á, chị đem những cái mẫu vuông với lại mẫu 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 cái màu này đẹp nè. Đây ha, bé 6 tuổi của chị là ok luôn, form này form to nè, bé 4 tuổi hơn cho tới tầm 10 tuổi, 11 tuổi vẫn ok đó. Đây nha, bé 4 tuổi này là phải tầm 20 kg đổ lên thì ok giùm em nè. Đây nha, đó, bao cân luôn, mang cái này ngầu lắm luôn, 50 giùm thêm có 10 ngàn thôi mấy chị, bao giá luôn, có thêm có 10 ngàn nữa thôi mà mẫu nó đẹp lắm. Đây ha, đây luôn, hôm nay form nhà em hơi kính, hôm nay form hơi to ha mấy chị ha. Rồi mẫu này giùm cho em, chốt mã số 1 giùm cho em nè, lấy thêm mẫu này thì chốt mã số 1 giùm cho em nha. Ủa rồi mã số 1 giùm cho em là màu cam nè, cái trồng nó màu cam ha, đây luôn. Rồi cái này là màu trà ha mấy chị ha, nè nó hơi hơi ngã ngã cái trồng của nó nè, đây ha, màu trà giùm cho em với lại màu cam giùm cho em ha. Rồi số 1 ha. Rồi mã vuông giùm cho em nè, mã vuông giùm cho em, tráng bạc nè, tráng bạc giùm em, mã vuông nè, vuông tráng bạc, vuông xanh giùm cho em nè, vuông cam giùm cho em nè, ba màu ha. Đó, tất cả các kính nhà em đều chống tiêu UV giùm cho em hết nha mấy chị nha. Mang rất là mát không mắt luôn, bảo đảm mấy chị luôn, mang hơi bị ngầu luôn ha. Cái màu trán của nó không có đặc nha, không có đặc kẹo đâu. Màu trán của nó vẫn còn trong trong nha mấy chị nha. Mang mát lắm. Đi biển là hơi bị siêu siêu ngầu luôn. Rồi. Cái heo xanh à, rồi ok chị, heo xanh ha. Em đưa lại heo xanh cho chị Su Su. Mấy chị lấy hàng, mấy chị chịu khó inbox vẫy tay giùm em nha. Mấy chị lấy hàng, mấy chị chịu khó inbox. Dạ kính đồng giá 50 chị Su Su ơi. Em nói nãy giờ luôn rồi, kính đồng giá 50 giùm cho em. Kính đó tất cả đều 50 giùm cho em hết nha. Kính em không có bé 2 tuổi rồi chị. Hôm nay em còn còn kính size lớn thôi. Hết size 5 tuổi, 2-3 tuổi rồi. Ok chị Ruby số 1 nè. Ủa số 1 chị chốt màu giùm em đi, màu cam hay là màu trà đấy chị? Màu trà nè. Đây nha, màu trà của nó nè.
Đây ha, màu trà nó như màu loang vậy mấy chị, ở trên nó đen nè, ở dưới là trong nè ha, giống như màu loang vậy đó, màu trà với kính vuông xanh nhé. Rồi ok chị, màu trà đẹp ha, màu trà mang lên nhìn lạ lắm luôn á ha. Rồi ok chị nè, số 1 trà nè, vuông xanh ok ha. Rồi vuông xanh, rồi ok chị Ruby, ok chị Ruby nè. Mẫu thì thêm có 10.000 mà mẫu rất đẹp luôn. Em bao giá mấy chị luôn, hàng kính em không lời được tới 5.000 một cái luôn á. Không lời được tới 5.000 một cái luôn á. Hàng giá này là giá em bỏ sỉ luôn rồi. Hai cái kính tròn trên, hai kính tròn trên rồi. Ok chị Su Su nè. Đâu rồi, kính tròn trên đây. Ủa, có chị nào có bé gái không? Mấy chị nào xem set set kẹp giùm cho em không? Có mấy cái set kẹp kìa. Đó ha, set kẹp giùm cho em ha. Rồi, đây luôn, đinh đinh tròn, mã đinh tròn giùm cho em nha, đinh nha, đinh nha, màu hồng nè. Bé gái, form này bé 3 tuổi vẫn ok. 3 tuổi này là tầm 15 16 kg đổ lên là ok giùm em ha. Đó, em báo rất kỹ số tuổi, số ký cho bé luôn á. Nên mấy chị nhắm 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 giùm em nha, để mà mua về mình có thể mang được chứ không bị rộng. Nó không để dành lâu lắm ha. Đây luôn giùm cho em nè, mã đinh giùm cho em, bé này là 3 tuổi, hơn 3 tuổi cho tới tầm 3 tuổi này là tầm 15 16 kg đổ lên là ok giùm em ha. Rồi, đinh hay nha. Màu hồng với lại màu đen giùm cho em. Đen này cái trồng nó màu cam luôn ha. Tại vì mốt bây giờ mấy cái trồng màu á, mấy bé mang mấy cái trồng màu là cưng lắm luôn á ha. Rồi mở đinh giùm cho em, đinh nha. Đinh nha. Rồi có chị nào xin xét xét kẹp không? À rồi, heo nhũ đây nè. Kính trai, bé trai 6 tuổi là những size em vừa la đó chị, em vừa la tức thì luôn đó, em còn mấy cây đó, mẫu vuông với lại mẫu đó đó. Mẫu mẫu số 1 rồi, ok để chú em like lại cho đây nha. Heo nhũ xanh dành cho em, heo nhũ nha, cái vành nó là nhũ luôn nè, cái vành nó là nhũ kim tuyến nha, nè không có sợ rớt keo rớt kim tuyến dính tới người đâu nha. Màu xanh nè, xanh lá nè, hết màu hồng rồi. Đâu rồi, rồi em hết màu hồng là còn hai màu thôi, có cái màu hồng nữa để em kiếm coi. Đây có cái màu hồng giùm cho em nữa nè, đây nha, ba màu giùm cho em ha, ba màu giùm cho em luôn, xanh lá, xanh dương với hồng, heo nhũ đó. Heo nhũ giùm cho em. Ồ ok chị phụ liệu để em like lại cho nha. Rồi một đinh hồng một vuông ok chị Su Su nè, một đinh hồng, đinh hồng vuông màu nào đây chị lấy vuông màu nào giùm em luôn, vuông đây, vuông giùm cho em. Ủa bé bé nhà chị phụ liệu bé 6 tuổi à, rồi 6 tuổi ok giùm em ha, 6 tuổi là ok giùm em luôn. Rồi mã vuông giùm cho em là 50 giùm cho em nha, tráng bạc giùm cho em nè, màu cam giùm cho em nè, màu xanh lá giùm cho em nha, đây nha, đây nha. Đó, 50 giùm cho em. Form này bé này là tầm 4 tuổi, hơn 4 tuổi cho tới tầm 10 tuổi, 11 tuổi vẫn ok giùm cho em ha. Đây ba màu giùm cho em luôn. Tráng bạc, màu cam với lại màu xanh giùm cho em ha, ba màu chốt màu giùm cho em luôn nha. Mã vuông nè. Rồi, ấy cha. Mã số 1 giùm cho em nè, cũng là 4 tuổi hơn cho tới tầm 10 11 tuổi vẫn ok nha. Hai heo nhung, một heo nhũ hồng hết ba cái nha. À rồi ok chị Su Su này, vậy là heo nhung em lấy cho chị một đậm một nhạt luôn nha. Ha? Ok không chị Su Su ơi, ok chị Vân Anh nha. Một số 1 giùm cho em, số 1 nha. Cái này là màu màu đâu rồi, màu trà giùm cho em nè ha, với lại màu cam giùm cho em nha. Đây cái màu trà đó nó dạng như cái màu loang á mấy chị, cái trồng nó dạng màu loang á, đây nè, ở trên nó là, ở phần trên nó là màu đen ha, ở dưới nó là trong giùm cho em nè, mang nó hơi bị ngầu luôn á, đơn giản mà ngầu lắm mấy chị ha. Rồi đây luôn giùm cho em mã số 1 giùm cho em nha, chốt em màu trà nè hoặc là màu cam giùm cho em nha, nó hơi hơi ngả ánh cam nè đó, nó dạng tráng gương nhưng mà không có phải tráng gương đặc đâu mấy chị, tráng gương nhẹ thôi ha. Đó cam giùm cho em ha, rồi hai màu, tất cả các kính nhà em đều chống tia UV giùm cho em hết luôn nha. Đây nè, tem nè, tem giống tia UV 400 giùm cho em nha. Rồi 50 đó mấy chị. Rồi, có mẫu Ray-Ban này là 40 giùm cho em thôi. Đây nha, mẫu Ray-Ban này là 40 giùm cho em thôi nha. À cái mẫu vuông á chị Su Su ơi, mẫu vuông á chị chốt giùm em cái màu luôn với. Màu cam, màu xanh với lại màu bạc giùm cho em, chốt giùm em cái màu luôn nha. Rồi đây luôn giùm cho em nè, Ray-Ban mã chuồn chuồn giùm cho em nha. Chuồn chuồn này chỉ có 40k thôi. Bé này là tầm 3 tuổi đến tầm 7 8 tuổi vẫn ok. Form này hơi nhỏ nha. Form này nhỏ hơn cái mấy cái form nãy giờ em vừa like. 3 tuổi đến tầm 7 8 tuổi là ok giùm em thôi nha. 40 mã chuồn chuồn giùm cho em, chuồn chuồn màu tráng gương màu bạc nè ha. Rồi màu nâu giùm cho em nè, màu nâu này á
em thích bán hơn, tại vì á cái màu nó mang lên là rất là sáng mặt luôn, màu nhìn nó tây hơn luôn mấy chị, nhìn nó tây hơn cái màu màu đen nữa ha, nên màu nâu là em bán rất là nhiều luôn ha. Màu tráng bạc chốt chốt mã chuồn chuồn giùm cho em, tráng bạc nâu ha, rồi mẫu này chỉ có 40 thôi ha, mẫu này 40 giùm cho em thôi. Rồi ok chị Vân Anh nha, ok chúc em hết like em sẽ check inbox cho mấy chị nha. Rồi ok chị Su Su nè, vuông cam, rồi ok chị Su Su nha. Rồi kính nào, 7 tuổi kính 7 tuổi đây chị, 7 tuổi là những mẫu em 7 tuổi, 7 tuổi đây dùm cho em. Nhỏ vuông nè, form 7 tuổi này là vừa luôn á, đây dùng lên luôn dùm cho em nha. Mã vuông, vuông còn không ta? Chị nào xem xách kẹp bé gái không, vuông dùm cho em nha, vuông em còn màu bạc này nha, màu xanh này nha, với lại màu cam dùm cho em nè, 50 dùm cho em nha. Màu bạc, màu xanh, màu cam, có 3 màu đó thôi à. Rồi mã số 1 dùm cho em. Nón trai 6 tuổi hả? Nón trai 6 tuổi là những size em đang like luôn này chị. Nón bé trai 6 tuổi là những size em đang like, bé 6 tuổi của chị đều ok hết luôn á. Đây nè, nguyên một vàng luôn đó. Rồi để em like kính xong em quay lại nón cho. Mã này dùm cho em, mã số 1 dùm cho em nha. Màu trà này dùm cho em nè, với lại màu tráng gương màu cam. Nó hơi tráng thôi, nó không tráng đặc đâu. Đây nè. Đây ha. Nó anh anh ánh thôi mấy chị ha. Mang vô vẫn mát không, mắt hơn là cái màu đặc nữa. Ha, rồi đây luôn dùm cho em. Ha, màu trà giùm cho em nè, màu cam giùm cho em số 1 nha. Chốt mã số 1, chốt màu giùm em cho nó nhanh nha. Rồi, ok chị phụ liệu là bé tháo 6 tuổi phải không chị? Rồi ok để em like 6 tuổi. 6 tuổi là những size đang like, bé 6 tuổi đều ok luôn á. Đâu rồi? Chuồn nâu. Rồi, có một bé trai 3 tuổi không chị? Bé trai 3 tuổi là những size đang like đây chị. Bé trai 3 tuổi, 3 tuổi đến tầm 7 8 tuổi là một size đó nha chị nha, Ruby nha. 3 tuổi đến tầm 7 8 tuổi là một size đó. Ủa, nãy 48 với fan đen chị lấy là một là 3 tuổi mang vừa mà. Mẫu fan đen với lại mẫu 48 nãy chị vừa lấy là mang vừa bé 3 tuổi luôn mà. À, bé 3 tuổi form có cái mẫu này còn sót lẻ cái mẫu này nè. Đây, mẫu lính nè. Mẫu lính giùm cho em nha. Kính em đang like là kính bé trai đó chị. Mấy cái đó em đang like là kính bé trai đó chị, có hai cái mẫu này là bé gái thôi, hai mẫu đinh này là bé gái thôi. Rồi, đây nè, form này bé là từ 2 tuổi đến 4 tuổi là ok giùm em nha. Đây nè, mã lính nè. Nhỏ hơn cái form hồi nãy chị lấy ha, nhỏ hơn hai cái form hồi nãy chị vừa lấy ha. Nón nhà em lúc nào cũng may hai lớp hết nha mấy chị. Nên mấy chị yên tâm mà mặc giùm, yên tâm mà giặt giũ thoải mái giùm cho em ha. Rồi để luôn giùm cho em nè, mã lính nè. Lính nha, form này 2 tuổi đến 4 tuổi là ok giùm em, lưỡi trai nha. Mẫu này là lưỡi trai giùm cho em ha. Rồi. Lính. Đó, đó là form nhỏ đó. Với lại một cái mini in form nhỏ nữa nè. Đâu rồi. Nóng quá. Thôi là nóng luôn. Rồi, mini in này giùm cho em là cũng là form nhỏ 2 tuổi đến 4 tuổi là ok giùm em thôi nha. Đây nha. Không, em không có kính 1 tuổi nha chị nha. Rồi đây luôn giùm cho em 2 tuổi đến 4 tuổi thôi, chốt mã vàng giùm cho em nha, form nhỏ luôn này nha. Form nhỏ luôn. Form nhỏ. Rồi ok chị mã lính nè. Ok chị mã lính Ruby, chị Ruby lấy cái mã lính nó cưng lắm á, mang ngầu lắm á. 3 tuổi đó là tầm 15 16 kg ok ha chị ha, tổng cộng 3 nón 2 kính nha chị. 1 2 3 chạy đúng rồi chị, 3 nón 100k giùm cho em, hai cái kính chị lấy là 50k một cái ha, tổng cộng là bill chị 200k cộng ship giùm cho em nha, chưa tính ship nha. 200k là chưa tính ship cho mấy chị nha. Hàng nhà em rất rẻ rồi nên mấy chị chịu khó tự chịu phí ship giùm em không có phụ ship, không bù không không ly ship gì hết nha mấy chị nha. Hàng rất rẻ luôn rồi. Kính bé gái hôm nay em ít ít hôm nay em hết kính bé gái rồi chị ơi. Hôm nay hết kính bé gái rồi. Rồi, bé trai 6 tuổi. Bé trai 6 tuổi của chị nha, Fendi nè. Fendi giùm cho em nè, Fendi giùm cho em nha, Fendi giùm cho em, mẫu nào của em cũng có dây thâu hết nha mấy chị nha. Mẫu nào của em cũng có dây thâu hết nha. Rồi đây luôn giùm cho em Fendi nè, em có màu xám nè. Màu đen giùm cho em nè, màu xám. Rồi ok chị Ruby, mấy chị lấy hàng mấy chị cứ chịu khó inbox vẽ tay giùm em nha. Mấy chị lấy hàng mấy chị cứ chịu khó inbox vẽ tay giùm em chốt hàng cho mấy chị đúng mẫu ok rồi mình ship ha mấy chị ha. Rồi Fendi giùm em hai màu, màu đen màu xám giùm cho em nha. Màu đen màu xám à, còn lẻ cái Gucci nè chị nào lấy không? Dạ không chị, cái à cái
bé 2 tuổi đó của chị tầm bao nhiêu ký đây chị? Bé 2 tuổi đó mà tầm 12 12 ký á, tầm 12 ký thì ok giùm em, có gì chị thâu dây vô chút xíu hộ em. Rồi mã gu xì giùm cho em nè, gu xì màu xám ha, chốt mã gu xì màu xám giùm cho em. Đây nè, bé 2 tuổi đó mà tầm 12 ký thì ok chị thâu cỡ này giùm em nè. Tại vì những bé khách nhà em bé 2 tuổi á, mấy chị mua thích mẫu này á, mua về cũng phải thâu đó. Đây nè ha, chứ còn bình thường nó là phơm từ 3 tuổi đổ lên lận. Chị su su cái bé gái đúng không, chị lấy cái chị xem cái set kẹp tóc không. Đây nè, set kẹp tóc nhà em nè, hè mới về luôn, bao đẹp bao cưng luôn, một mua một set mà hai ba đứa mang vừa luôn á, mang được nhiều luôn á. Đây ha, xem để em like cho chị nè. Rồi đây nè, bé 2 tuổi chị thâu cỡ này giùm em được không, ok không, nếu ok thì lấy ha. Còn nhiều chị thích mang vừa luôn á thì có mẫu khác giùm cho em ha. Còn Firm Kitty là Firm 3 tuổi. Rồi ok, chị phụ liệu fan đen cho chị luôn nè. Fan là mẫu fan hơi bị đẹp luôn á, mang ngầu lắm mấy chị. Rồi mã follow giùm cho em nè. Chị muốn xem siêu nhân không chị phụ liệu ơi? 6 tuổi phô em bao gồm cho chị luôn á. Firm này đó, thường em nói 8 tuổi là em trừ hao rồi. Bé này mà tầm 10 tuổi, 11 tuổi mà tầm 30 kg đổ lại vẫn ok giùm cho em luôn ha. Em nói là em trừ hao cho chị rồi đó, cho mấy chị luôn. Em chỉ nói mới 8 tuổi thôi, nhiều bé nhà em qua khách khách nhà em qua mua mà 10 tuổi, 11 tuổi á, tầm 30 kg đổ lại vẫn ok luôn á. Rồi mã follow giùm cho em luôn ha. Đây luôn. Nó thường là nó có một size thôi mấy chị, nó không giống như quần áo đâu ha. Rồi đây luôn giùm cho em nha. Follow cái vải của nó nè. Đây nè, vải hơi bị đẹp luôn, nó cái tươi 8 tuổi vừa nha chị nha. Vải nó dạng sọc sọc á. Rồi, chất vải bao đẹp luôn, hàng không đẹp đem gửi trả lại em ha. Bao giá rẻ bao chất cho mấy chị luôn. Rồi, ba màu, màu xám giùm em nè, màu xanh, xanh là dạng dạng xanh xanh nhạt, dạng như xanh xanh của vải jean đó mấy chị, với lại màu đen. Đen nha, ba màu giùm cho em ha. Ba màu, chốt màu giùm em luôn cho nó nhanh nha. Quên 48 nãy. Chốt màu cho nó nhanh. Rồi, một mẫu nữa dùm cho em, Batman nè. Batman nha, thích siêu nhân em like siêu nhân cho nha. Batman dùm cho em nè, Batman nha. Màu xám có một màu thôi, mẫu này có một màu thôi nha. Shopee dạ em chị chốt hàng qua em, quên chốt hàng qua Facebook dùm cho em nha. Em chị gửi link cho mấy chị thôi. Tại hàng nhà em bán liền liền liền, em không có bán Shopee được, em không có đăng gì em chọn hết trơn á. Rồi Batman dùm cho em nè. Batman mấy chị chốt hàng qua Messenger dùm cho em nha. Hàng nhà em mẫu liên tục giả nón thôi nha chị, chỉ có nón nó 100k 3 cái thôi nha. Còn kính giá khác nha. Rồi ra bơ giùm cho em nè, ra bơ giùm cho em nha, hình con chó hình con voi gì nè ha. Chốt mã ra bơ giùm cho em, mã voi nè, chốt mã màu xanh giùm cho em nha. Ra bơ với lại màu sọc giùm cho em nè nha. Đó chữ bên em tất cả đều là thêu hết nha mấy chị nha, không có cái nào là dán đâu nên mấy chị yên tâm vô tư mà giặt thoải mái giùm cho em ha. Ra bơ màu màu sọc nè. Cái này luôn đáp giùm cho em là đáp nha, mẫu đáp cái vành nó là vành da nè ha. Rồi mẫu đáp giùm cho em còn đúng một màu luôn, anh online những cái mẫu mà lẻ màu nha. Rồi đây luôn giùm cho em là đáp nè, đáp màu đen ha, dạng như cái hình nó dạng như vẫy sơn mấy chị ha. Đó đáp giùm cho em luôn. Rồi Supreme chốt mã sao giùm cho em là Supreme nha, chữ Supreme chốt mã sao giùm cho em được rồi ha. Sao màu màu xanh, màu xám, màu xám trắng ha, ba màu xám trắng nha, nó là màu xám trắng nha mấy chị nha. Ui chào, có chị nào bé gái xem xét kẹp không, em like xét kẹp cho. À rẻ một cái Mickey nữa nè, ok chị ra bơ sọc đáp luôn nè. Rồi rẻ một cái Mickey luôn nè, kính hồng dạ không chị, kính em đang la đa số là sai, hôm nay sai là bé 3 tuổi đổ lên không à, không vừa bé 2 tuổi đâu, rộng lắm. Rồi đây luôn giùm cho em nè, mã Mickey nha, Mickey giùm cho em còn đúng một cái luôn, bé trai mang được nè ha, còn đúng một cái mã Mickey luôn. Rồi em có chữ boy nữa nè, chữ boy giùm cho em nè, chữ boy nha, chữ boy ha, màu nâu, đây là một dạng màu nâu nha, tại màu nó chói á mấy chị nè, em phải để xa mới thấy rõ cái màu, để gần nó bị chói cái màu á. Đây luôn màu mà boy màu nâu, nâu tây nha mấy chị. Bé nào mà trắng trắng da á, mang lên hơi bị sáng da luôn, bé màu bé này ngăm đen vẫn mang được, màu nâu nó không có kén màu ha. Rồi đây luôn giùm cho em mã boy nè,
bôi nâu, bôi đen với lại bôi xanh. Bôi xanh giùm cho em nè. Mỗi người mỗi ý thôi chị, em không biết cái mẫu nào là ngầu với chị hết trơn á, nên mỗi người mỗi ý nha. Em ra cái nào ưng cái này chị lấy cái đó giùm em ha. Còn lẽ cái gu xì sọc nè, gu xì sọc giùm cho em nha. Em chỉ chị Nhật Lệ ơi, em chỉ cho xem hàng đúng mẫu đúng hàng, ok chị nhận giùm em ha, chứ em không chị không có không thể nào mà cho xem cái kiểu mà mấy chị đem vô thử không vừa bé mấy chị đem trả lại là em không chịu nha. Em chỉ cho xem hàng đúng mẫu đúng hàng, ok đúng hàng nó nha em, ok mấy chị nhận để tránh trường hợp mình bị lừa này nọ, ok ha. Còn cái kiểu mà xem mà xong rồi không vừa đem gửi trả lại em là em không, không có chịu đó, em phốt mấy chị ráng chịu. Rồi u xì giùm cho em nè, u xì giùm cho em nha. Mấy chị lấy hàng mấy chị chịu khó inbox vẽ tay giùm em nha. Một lợn hồng là cái nào vậy chị? Lợn hồng là cái nào vậy? Polo màu xám, một kitty hồng. Kitty để em like lại mẫu kitty cho chị. Kitty nhà em quá trời luôn nè. Kitty, kitty nè, mã nhung nè. Mã nhung giùm cho em nè. Ok chị Ruby nha, tùy mẫu nha. Tại hình em đăng cũng ba mấy ngày rồi, cũng tuần hình như hình hình em đăng là tuần trước rồi. Nên còn màu thì em lấy nha, còn mẫu thì em lấy nha. Rồi đây luôn giùm cho em nha. Mã nhung nè chị Nhật Lệ ơi, chốt lại giùm em nha. Chốt cho chị polo màu xám trước nè. Rồi, mà Kitty giùm cho em nha. Hồng đậm nè, mã nhung nha. Mèo hồng đậm đó. Ủa quên hồng nhạt chứ, quên. Hồng nhạt nha, mã nhung. Mèo nhung giùm cho em nè, ha. Cần gu xì. Đây em đang like đây, hồng đậm hồng nhạt giùm cho em đây nha, mèo nhung ha. Rồi còn cái heo, heo đúng không người đẹp? Heo, đâu rồi heo? Đây nha, heo này nó không nhũ. Ô anh không nhung, không nhung giùm cho em nha. Heo này là không nhung, heo trơn thôi nha, còn được một màu hồng đậm thôi. Rồi heo nè, chốt mã heo không thuộc thôi là được rồi, heo chỉ heo không giùm em thôi. Rồi còn này là heo nhung nè. Heo nhung giùm cho em nha, heo nhung chỗ nhà em nhiều heo nhiều mèo lắm, đây em phải like kỹ cho mấy chị lựa. Heo nhung, còn được một màu hồng nhạt đó thôi. Rồi còn này heo nhũ. Heo nhũ giùm cho em, heo nhũ giùm cho em, cái vành đã dán keo rồi nha. Cái vành đã dán keo giùm cho em rồi. Ừ, em còn có vài mẫu đó, em đang làm những mẫu mới cho mấy chị luôn rồi đó. Em còn có vài mẫu đó thôi ha. Rồi heo nhung, heo nhũ, nhũ, nhũ cái vành nhũ giùm cho em, màu xanh dương, màu xanh lá. Chốt màu giùm em cho nó nhanh nha, xanh lá nè. Đây nha, chốt màu giùm em cho nó nhanh ha. Rồi đó. Muốn lấy heo nào? Chốt chị polo màu xám trước rồi nha chị Nhật Lệ nha. Còn cái Chanel nè chị nào lấy không? Chanel giùm cho em nè. Chanel nha, còn được màu đen thôi. Em ăn lai lẻ mẫu nha mấy chị nha. Gucci. Mã này bé trai bé gái đều mang được luôn á. Đây ha, cái vành xanh dương, heo nhũ xanh dương, xanh dương rồi ok chị, heo nhũ xanh dương nè. Rồi Kitty chị lấy mẫu nào vậy chị? Cái mèo chị lấy màu nào vậy? Nhung hay là không nhung? Ủa anh, mèo hả? Mèo mèo chị lấy màu nhung đậm hay nhung nhạt đấy chị? Rồi gu xì giùm em hai màu nè, màu cam với lại vành đen giùm cho em nè nha, gu xì ha. Gu xì như nói rồi, gu xì còn hai màu, gu xì còn hai màu giùm cho em nè. Còn cái vơ nè, vơ để đính tắt giùm cho em nha. Vơ này, channel không mấy Kitty nữa, channel màu đen ha chị ha. Rồi ok chị, channel màu đen cho chị luôn nè. Rồi vơ nha, hình nữ hoàng luôn, hình nữ hoàng chờ ok chị Nhật lại nha. 100k cộng ship giùm em nha mấy chị nha, em chưa tính ship nha, em chỉ tính giá tiền thôi, còn ship mấy chị tự chịu giùm em nha, tại hàng rất rẻ rồi nên hàng không có miễn ship được nha mấy chị nha. Rồi hình nữ hoàng giùm cho em nha, hình nữ hoàng giùm cho em luôn, nữ hoàng giùm cho em. Rồi ok chị Mèo Nguyên nè, đây nha, hình nữ hoàng giùm cho em, vành da giùm cho em luôn, còn được một cái màu xám luôn ha, nữ hoàng đính tắt nha. Còn cái nữ hoàng này là được thêu giùm cho em nè, chốt mã thêu hoặc là đính tắt giùm cho em ha, đây luôn nha, thêu nè ha, cái vành nó cũng có in nữa nè ha, cái này thêu thêu rồi ok chị Nhật lại nha. Mấy chị cứ mới lấy hàng mấy chị cứ inbox vẫy tay giùm em sẽ chốt đúng hàng cho mấy chị, ok rồi mình ship ha mấy chị ha, để tránh những trường hợp nhầm mẫu nữa ha. Rồi đây luôn giùm cho em nữ hoàng thêu nha, cái này là thêu giùm cho em ha.
Nói chung hàng nhà em là theo hết đó mấy chị. Rồi đây luôn giùm cho em là đinh hồng, đinh hồng giùm em 50 hết cho mấy chị nha. Em online những mẫu 50 không đó, hôm nay toàn những mẫu 50 mà form hơi to nha. Form bé là tầm 3 tuổi hơn giùm em nha, 3 tuổi là tầm 15 16 kg đổ lên giùm em nha. 3 tuổi tới tầm 7 8 tuổi là ok giùm em nha. Em nói rất kỹ số tuổi số ký luôn á nha. Mấy chị chịu khó nghe kỹ giùm em nha. Đây luôn giùm cho em. Ok chị Thùy Phạm, bé nhà chị bao nhiêu tuổi đây chị Thùy Phạm ơi? Thúy Phạm hay Thùy Phạm gì nè? Mẫu đó size là 3 3 tuổi đến tầm 8 7 8 tuổi là ok giùm em nha. Đây luôn nè, đinh hồng giùm cho em nha, đinh hồng nha. Chị nào muốn xem xét kẹp không? Vơi cha. Ra được không? Không lấy polo nữa. Ok chị, rõ cái này đúng không chị? Đổi cái này đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Đúng thì ok giùm em. Có cái hình xe đạp nữa nè. Chị nào lấy xe đạp không? Xe đạp nè. Nón trắng. Em không có nón trắng đâu chị. Ok chị Thúy Phạm 3 tuổi thì ok nha. Em không có nón trắng đâu. Nhà em thường là không có nón trắng đâu. Vì trắng nó màu dơ lắm nên em để cũng hay bị bụi lắm, em không bao giờ em bán nón trắng luôn á. Tông nhà em trắng nhất là chỉ có xám trắng thôi đây nha, tông nón nhà em xám nhất, từ đó giờ em bán không bao giờ em đọc lấy màu trắng luôn á. Một là trắng mà trắng trắng chữ chữ này nọ thôi, còn mà hôm nay em hết trắng rồi, hết trắng chữ này chữ in lên này nọ đó, còn muốn muốn một cái trắng trơn như thế này là không bao giờ có nha. Cái này là màu xám trắng nha, mấy chị nhìn ở ngoài nó mới rõ màu xám trắng giùm cho em nha, nó rất kỹ màu luôn á. Không, nhà em không có tông màu trắng đâu, còn nếu mà trắng là chỉ có trắng như thế này thôi nè, sọc nè hoặc là chữ in in chữ đầy đầy lên đây hết vậy thôi, em không có tông màu trắng trơn ha. Đó, xe đạp dùm cho em nè, nón trắng nó môi dơ lắm mấy chị, bé vận động nữa mang vô mình đi thật mấy ngày nắng này mang nón trắng hả, đi dài đi một ngày thôi nhiều khi mồ hôi nó thấm cứ phải giặt hoài cực lắm, mà em để cũng hay bị bụi bụi lắm nên không bao giờ em nón trắng hết trơn á. Rồi, hai cái nhung hồng lại cho em xem với. Em ở Sài Gòn Gò Vấp nha chị nha. Thi Phạm. Vơ theo nè. Ủa em có cái mẫu Supreme nữa nè, Supreme sọc giùm cho em nè, hai cái nhung hồng. Hai cái nhung hồng nè vậy chị. Đây luôn Supreme giùm cho em nè, Supreme nha. Màu sọc xanh. Sọc đen giùm cho em nè, với lại sọc đỏ, ba màu ha. Supreme. Chị nào lấy siêu nhân không? Batman nè. Kính cho bé 3 tuổi, 3 tuổi, kính bé 3 tuổi hôm nay rồi. Đây luôn, ship BN tỉnh, ship tỉnh đồng giá 30 giùm cho em nha. Ship tỉnh đồng giá 30 giùm cho em nha. Hàng nhà em ship đồng giá nha mấy chị nha. Không có tính cân nặng đâu, em không có ship bưu điện nha. Rồi đây luôn giùm cho em Batman màu xám nè. À còn lẽ một cái mã sao nè. Mã sao dùm cho em nè, em ship qua giao hàng tiết kiệm nên ship đồng giá là 30 dùm cho em, tầm 2 ngày là mấy chị đã có hàng rồi ha, em không ship bưu điện nha. Đây luôn em nói rất kỹ luôn nha. Rồi đây luôn dùm cho em nè, mã sao nè, mã sao dùm cho em ha. Đây là cái vải của nó là cái dạng vải mà cái áo áo thun mà cá sấu mấy chị có cổ á đó, nó là chất vải đó, bao chất đẹp luôn. Đây nha, còn đúng một cái mẫu này luôn, mã sao dùm cho em ha. Sao. Rồi bé 3 tuổi, kính. Cái siêu nhân đó nè, đây là siêu nhân dùm cho em nè, siêu nhân màu xanh dùm cho em nè, siêu nhân cái vành nó màu xanh ha. Siêu nhân anh đang lấy mấy cái loại lẻ lẻ không đây, siêu nhân màu xanh dùm cho em nè, siêu nhân màu xanh nè, siêu nhân màu xanh. Ok chị phụ liệu nè, vậy cũng mình một. Ok chị nhật lại, chị cứ inbox lại dùm em nha, inbox inbox giùm em nha, em sẽ chốt đúng mẫu cho mấy chị nha, em sẽ chốt đúng mẫu mấy chị đã lựa trên live qua cho mấy chị là ok mình ship ha, cứ inbox giùm cho em nha. Đâu rồi, chị nào xem xét kẹp bé gái không, bây giờ mấy chị xếp kẹp bé gái được hết rồi, không ai xem xét kẹp bé gái hết trơn hả. Rồi kính bé trai 3 tuổi, 3 tuổi đó là tầm bao nhiêu ký đây chị ơi? Đây nè, em là cái form 3 tuổi nha. Còn mấy cái form này đang là form này 50, đang là form bé từ 4 tuổi hơn rồi. Em sợ 3 tuổi của chị không vừa đó. Rồi đây luôn giùm cho em nè, mẫu chút mã chuồn chuồn giùm cho em nha. Mã này 40 thôi. Chuồn chuồn giùm cho em màu nâu này nha. Màu tráng gương màu bạc giùm cho em nè ha. Trời, mẫu này mang lên hơi bị
hơi bị ngầu luôn. Bao bao giá bao chất của mấy chị luôn nha. Tất cả các kính nhà em đều chống tia UV giùm cho em hết nha. Tất cả các kính nhà em đều chống tia UV hết, tại em mang kính đi đường mấy chị ha. Nên tất cả đều chống tia UV giùm cho em hết nha. Hàng nhà em là không lỗi gì hết, chỉ là do em bán em không ship kèm hộp kính nha. Em không đựng kính trong cái hộp nha. Tại vì cái hộp hết 10 15 ngàn nữa rồi mấy chị. Ha, nên mấy chị chịu khó giùm em là ra ngoài chợ mua cho em cái hộp hay hộp kính gì đó, còn không thì mình đựng bình thường ở nhà cũng được ha. Ok chị Mama, em đăng like em chưa xem á. Rồi đây luôn giùm cho em chỉ ship cho mấy chị, đảm bảo cho mấy chị là khi ship tới mấy chị là không vỡ, không không gãy gọng này nọ thôi, em chỉ đựng trong hộp giấy khi ship cho mấy chị thôi ha. Nói chung là đảm bảo không gãy gọng khi ship tới mấy chị. Chỉ là em không có kèm hộp kính nha, tại hàng giá này là không bao giờ có kèm hộp kính đâu mấy chị nha. Nên nhiều chị hỏi em có hộp kính không, sao bán kính mà không có kèm hộp kính ngộ vậy. Anh em nói rất rõ luôn nha. Rồi ha, cái trường trường đó. Rồi ok chị, màu nâu nha, màu nâu với tráng bạc mẫu này 40 thôi ha, bao giá luôn. Em mà kèm hộp kính rồi là em bán không có bán giá này đâu mấy chị. Rồi à, còn màu 7 màu nữa nè, mẫu 7 màu này giùm cho em nè, mẫu 7 màu giùm cho em nha. Chị Mama còn đó không, em thấy chị lấy cái gì đâu rồi, em thấy chị lấy cái gì, cái xích kẹp á, coi không em like gần đây luôn cho nè, rảnh quá mà, đang hồi rảnh quá mà. Rồi em vuông tráng gương xanh lá, vuông xanh lá nè, chuồn chuồn 6 tuổi vừa nha chị. Nó là phơm bé tầm 3 tuổi, 3 tuổi hơn cho tới tầm 7 8 tuổi là ok. Giờ em nói chung là nó chung phơm với phơm nó nón luôn. Đây nè, 7 màu giùm cho em mẫu này nha, cũng 40 luôn. Đúng rồi chị Thùy Phạm, em chốt chị hai cái màu đó luôn nha. Đây nha, hai mẫu này luôn nha, hai mẫu này luôn giùm em ha. Em chốt với chị Thùy Phạm rồi đó nha. Rồi mẫu này cũng 40 giùm cho em luôn. Bé này cũng từ 3 tuổi, à 3 tuổi đến tầm 6 7 tuổi giùm em thôi nha. Đúng 6 7 tuổi giùm em thôi. Cái mẫu này nha mấy chị, nó là nhựa trong. Em nói trước luôn, nó là nhựa trong nha chứ không phải nhựa đặc. Đây nè, nhựa đặc là như thế này nha mấy chị nha. Nó rất là dày nè ha, nhìn giùm em kỹ nha. Chứ lại cái mẫu này là nhựa trong nè, nên nó rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ ha. Bao nhẹ luôn, mang giống như là không mang vậy đó. Con nhà em vẫn mang cái này là nó khoái lắm, tại vì nó nhẹ lắm ha. Rồi đây luôn giùm cho em nè, 7 màu cũng 40 giùm cho em. Mẫu 7 màu nha, cũng 40 giùm cho em. Bé này phơm nhỏ 2 tuổi vẫn ok đó. Đó, ba cái em để cho nó là 40 hết đó. Rồi. Lấy chị nâu. Nâu hả? Chuồng nâu hả? Rồi ok. Ủa hồi nãy chị lấy chị chốt cái chuồng nâu rồi. Chị phụ liệu hồi nãy chị mới nãy giờ chị mới chốt đúng một cái kính thôi, là cái mã này nè. Cái này nè. Đúng không? Nãy giờ chị lấy mới có cái này thôi à. Nãy chị lấy rồi mà. Còn nhiêu là nói hết á. Rồi ok chị Mama đem đọc à. Em nói em chưa đọc. Rồi, vuông nó nặng hả chị? Không, không, kính nào cũng nhẹ hết. Chỉ là em nói cái nhựa, cái gọng nhựa của nó là nhựa đặc thôi mấy chị. Nhựa đặc nó đâu có nặng gì đâu. Mình mang kính lên người mình mà đâu có nặng gì đâu mấy chị. Không có kính nào mà nặng hết trơn á, chỉ là em nói cái nhựa của nó là cái nhựa đặc nè mấy chị. Cái gọng nhựa, nhựa đặc giùm em nè, cái nhựa đặc nè, nó khác với cái nhựa trong. Tại nhiều chị á, nhiều khách tới nhà em á, cầm cái kính 7 màu này nè, tưởng là đồ chơi không à. Tưởng là đồ chơi không mà, nên nhiều khi mấy chị em ship tới mấy chị mấy con mấy chị nói em bán kính tào lao, nhưng mà em nói trước là nó là nhựa trong nên nó nhẹ lắm, nó nhẹ hơn những cái mẫu kính này rất là nhiều ha. Em nói trước luôn như vậy luôn. Đây nha, không có nặng, kính không có nặng mấy chị, chỉ là cái nhựa của nó khác nhau thôi ha. Mẫu nhựa trong thì nó nhẹ, nó siêu nhẹ luôn, còn mẫu này thì nhựa đặc giùm cho em nè. Đây ha, đó, tùy mẫu mấy chị, nói chung là tùy mẫu nhưng mà không có kính nào nặng hết á, người đẹp ơi. Đúng rồi chị Thùy Phạm, em lấy chuồng thì đúng rồi, nãy giờ em chốt cho chị hai cái chuồng này mà, hai mã chuồng chuồng này mà chị Thùy Phạm ơi. Nãy nha em chốt chị hai cái này mà, cứ inbox giùm cho em nha, em sẽ chốt đúng hàng cho mấy chị. Ok rồi mình ship nha, em đã chốt chị hai cái đó rồi đó, nãy giờ em vẫn chốt hai cái này thôi mà. Đúng rồi chị Su Su, hồi nãy chị có hai cái kính đinh hồng vuông cam rồi, cứ yên tâm nha, em đã chốt hàng là sẽ có hàng nha, tại vì em vẫn còn hàng nên em vẫn còn để thôi, em vẫn còn để chân chứ hết hàng là em sẽ lấy vô thôi, mấy chị yên tâm giùm em nha. Rồi để em like coi chị Mama nãy giờ chưa đọc luôn á. Tráng gương màu xanh lá nè, vuông xanh vuông đỏ, vuông xanh vuông cam nha người đẹp. Nó là màu cam giùm cho em nha, em nói rõ màu nha. Ủa sao người đẹp không lấy cái tráng bạc này đi cho nó khác nè, tráng bạc này nè, với lại cái một cái màu màu xanh hay màu cam gì đó. Cái này nó giống, hai cái mẫu này nó giống nhau nè, hai cái màu này nó giống nhau, chỉ là khác cái màu thôi ha. Còn cái này là tráng bạc nè, đó hơi bị ngầu.
thích lấy hai cái màu xanh với màu cam hả? Người đẹp mama, chị mama đó. Rồi tròn đinh đinh trắng hết rồi, đinh trắng em hết rồi mà. Mà hôm bữa chị cũng không có chốt, hôm nay em chỉ có hai màu đinh, đinh là đinh hồng với là đinh đen thôi. Chị mama ơi, kẹp thỏ với hai bé ba set. Không chị, em không có, em hết, chị mua hai cái giống nhau thôi. Ủa nón hay chị Đậu Thị Thanh Tú ơi, chị hỏi nón hay là chị hỏi kính đây? Kính thì chị mua hai cái giống nhau, còn nón thì nón cũng hai cái giống nhau chứ. Bé theo chị bao nhiêu tuổi đây? Bé thêm hai cái vuông bạc. Vuông bạc em hết rồi Thúy Phạm ơi, vuông bạc em hết rồi. Chị mama ở đâu rồi? Chị mama đâu rồi? Đinh hồng, đinh đen. Rồi ok mama luôn nè, đinh hồng, đinh đen cho người đẹp mama luôn nha. Lấy vuông cam, vuông xanh luôn nha. Cái vuông nó form hơi to nha chị mama nha. Cái form nó vuông hơi, cái vuông, ơ cái form nó hơi to giùm cho em nha. Cái vuông á là form bé 4 tuổi hơn lận đó nha chị. Cái vuông là form 4 tuổi hơn lận đó nha mama. Bé hơi to đó. Hôm nay tôi về toàn form to không mà khó bán muốn chết. 5 6 kg. Ở cái gì 5 6 kg chị? Cái gì 5 6 kg? Vuông bạc em hết rồi, còn có đúng một cái đó thôi đó. Mua như của chị là hai chị em luôn đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng rồi chị Su Su, em biết rồi, em hiểu chị đó rồi, nhưng mà ý là chị đó bé bao nhiêu tuổi nữa để em còn tư vấn cho chị đó nữa. Bé trai 4 tuổi. À bé trai với bé gái lại không có nha, chỉ có hai bé gái, hai bé trai thôi. Hôm nay không có cặp bé trai với bé gái đâu. Bé trai mẫu khác, bé gái mẫu khác giùm cho em ha. Tại vì bé gái nhà em thường bánh bèo không mấy chị. Còn mấy chị nào mà bé gái mà thích cá tính á, 5 6 kg là sao mà được một 5 6 kg là làm gì có kính chị mama. 5 6 tuổi đúng không? Ghi lộn rồi kìa bà. Dạ kính vuông người của bé chị, kính nhà em ăn kính bé đó. Nhưng mà cái form đó là hơi to rồi, form cái form mẫu số 1 này mấy chị, với là cái form vuông này nhà em hôm nay là hơi to rồi. Bé này là tầm 10 10 tuổi vẫn ok, 10 11 tuổi vẫn ok luôn á. Bé 4 tuổi đó phải là 20 kg đổ lên giùm cho em. 5 kg hả? Chị mama 5 kg là sao? 5 tuổi chứ sao 5 kg? Em đâu có kính nhỏ đâu, em chỉ có kính tầm 4 5 tuổi đổ lên thôi à. À rồi đúng rồi đúng rồi, 5 tuổi thì ok, 5 tuổi thì ok giùm em. 4 tuổi, 4 tuổi 5 tuổi đổ lên thì ok giùm em. Mãi giờ bà làm tôi hết hồn. 5 6 kg. Rồi, đâu rồi xếp kẹp, mãi bà lấy xếp kẹp nào? Giờ xếp kẹp heo là xếp kẹp nào vậy chị? Đâu rồi, để em like lại xét kẹp nha. Nè, hôm nay có cái set này nữa nè, 30 giùm cho em một set nha, 6 kẹp. Rồi ok chị, chúc em chốt hàng lại cho. Rồi em ấy luôn cho, đây luôn giùm cho em. À chị Thúy Phạm lấy một cái vuông bạc luôn ha. Cái vuông, mã vuông là 50 giùm cho em nha. Em có bán 40 được nha mấy chị nha. Một cái kính này không lời được tới 5 ngàn luôn á. Rồi đây luôn giùm cho em nè, set kẹp giùm cho em 6 món nha. Nè có hình hình con tùm lum con hết đó, set 6 cả 6 6 kẹp, 6 cái kẹp giùm em nha, set từ 30 giùm cho em nha. Nè, set số 1 với set số 2 giùm cho em hai set khác nhau nha. Ha, chốt mã số 1 giùm cho em hoặc là chốt số 2 giùm cho em nha, một set 30 giùm cho em nha. Cưng lắm. Mỗi ngày một con ha. Cưng lắm mấy chị nè, cứng ngắc luôn á, cứng nó kêu kêu cả luôn. Rồi đây luôn giùm cho em set số 1, set số 2 nha, 30k một set giùm cho em này. 30k một set giùm cho em nha. Con trai 14 tuổi vừa. Ủa 14 tuổi lần hả? Ủa mà kính vuông còn không ta? Kính vuông hả? Em không biết còn nữa không chị, tại nãy giờ em chốt mấy chị này hết trơn rồi. Ồ chắc em hết rồi chị. Chắc em hết rồi đó, em hết kính rồi chị. Hết kính rồi mấy chị ơi. Để hồi em chốt nữa. Nãy giờ chốt quá trời rồi. Thêm mấy chị inbox nãy giờ nữa mà chưa đọc nữa. Em hết kính rồi nha. Rồi đây luôn giùm cho em một set 30, một set thì 30, số 1, số 2 giùm cho em ha. Rồi đó kẹp, cái đó cưng lắm luôn, cái đó là hàng xuất khẩu á.
chứ mấy chị ra ngoài chợ mua không có cái set đó đâu, bảo đảm luôn. Rồi set này thì 24 chi tiết nha, 24 chi tiết giùm cho em, 24 kẹp lận nha. Đây nè, trời ơi, không cưng thì thôi luôn á, cái hai bếp ba này phải không người đẹp, 24 giùm cho em nha. Set này tới 24 cái lận, có con hai bếp ba với thỏ hồng đây nè, đúng không người đẹp, đây là đang cầm nó luôn nè, đây nè ha, 24 cái giùm cho em nha, bữa còn còn trưng mẫu còn để đó, chưa có lấy ra luôn nè, đây luôn giùm cho em 24 cái nè. Set hồng đậm, nó là màu hồng đậm nha, màu hồng đậm nó mang nó sạch lắm mấy chị, sạch lắm, sạch hơn cái màu hồng tươi nữa. Rồi đây luôn set này 24 cái lận nha, 85k giùm cho em báo giá mấy chị luôn, người ta bán phải là 99k hoặc là 100k một set luôn á. Đây luôn giùm cho em nha. Rồi 24 chi tiết 85k giùm cho em. Còn set này nữa. Còn set này nha. Đây, set này thì 18 chi tiết thôi, 18 cái thôi, em nói rất kỹ luôn nha, 18 cái giùm cho em thôi, 65k ha. 18 chi tiết. Đây nè, này là màu hồng cam giùm cho em nha. Nó tùm lum hết, em chưa có chụp mẫu này. Đây luôn giùm cho em nha, nội cưng lắm luôn á. Và cái kẹp của nó nè mấy chị, cái kẹp giùm em nè. Đó mấy chị nhìn giùm em nha, có cái ruy băng luôn, nên mấy chị đừng có lo mà sợ đau cái cứng cái đầu của bé ha. Bao giá mấy chị luôn, em bán lẻ 5.000 là em lời được 5.000 cho một set này thôi mấy chị. Người ta bán không có giá này đâu, em bảo đảm mấy chị luôn. Rồi 18 thôi, cái này set này 18 cái giùm cho em màu hồng cam nha, 65k giùm cho em. Rồi ok người đẹp mama luôn rồi. Em đã xét 18 chi tiết trước nha, đây luôn nha. Rồi 18 chi tiết luôn nè, màu hồng cam giùm cho em ha. Còn cái này là màu hồng đậm giùm cho em nè, trời nè mấy chị đẹp không, vui một cái ribbon luôn nè, màu hồng đậm nè, em thích màu hồng đậm lắm. Màu hồng đậm mang lên nó nhìn nó sang hơn, nhìn nó sang mà nó sạch hơn cái màu hồng tươi rất là nhiều luôn, bảo đảm mấy chị luôn ha. Rồi đó 18 luôn, 18 chi tiết 10, em đang like xét 18 không đó nha. Đây nha, nè vui một cái nơ luôn nè, 65.000 giùm em hộp này nha. Đây nha, đó một hộp này em bán được lời được có 5.000 thôi đó, người ta bán mấy chị không có giá này đâu, người ta bán cái hộp 18 này cũng phải là 90.000 nha. Còn cái hộp 24.000 á, 24 chi tiết có người bán tới 100 mấy luôn em thấy á. Đây luôn giùm cho em nha, tại hàng nhà em là hàng tận xưởng luôn mấy chị ơi, nên mấy chị yên tâm giùm em nha, em lấy số lượng rất là nhiều ha, nên á hả em còn bỏ sỉ cho người ta nữa mà, nên giá rất là rẻ luôn á. Đây luôn giùm cho em nha, đó 18 màu hồng đậm nè, còn một màu nữa, còn dư 3 màu thôi. Hàng em vừa về là khách sỉ, người ta canh ta hốt hết trơn rồi. Đây nè, màu tím nè mấy người đẹp, màu tím mộng mơ, màu tím này cũng rất là đẹp luôn á nha. Nè, đây nha, cái này bẻ được rồi mấy chị. Nó là có cái kẽm mềm á, ở trong á, bẻ được giùm cho em ha. Nói chung là mấy chị muốn tạo kiểu gì đó mấy chị tạo. Đó, tùm lum hết. Đây luôn giùm cho em nè, màu tím đẹp lắm. Màu tím cưng lắm á. Đây ha, màu tím nè, cũng ruy băng giùm cho em nè. Cái cột nữa nè, đó, 18 chi tiết luôn nha. Vừa có kẹp vừa có cột. Tùm lum màu hết, tùm lum màu hết mấy chị, nó nằm tùm lum mẫu hết đây nè ha, đó thỏ gì tùm lum hết nè. Nói chung mỗi set là mỗi kẹp khác nhau luôn á ha. Rồi 18 chi tiết giùm cho em, 18 cái 18 này chưa có chụp hình luôn á, 65.000, ôi chà, 65.000 thôi, trời ơi bán cái này không có lời. Rồi một set này nữa, trời không chị nào chốt hết chị, like đánh đuối luôn. Rồi đây luôn nè, màu hồng nha, nè quý một con thỏ luôn nè, đây nha, trời ơi không cưng thì thôi luôn á, nè quý một con thỏ giùm cho em nè. Cái cột cái kẹp nó có ruy băng nữa nè mấy chị. Set này tới 24 chi tiết nha, 24 chi tiết là 85k giùm cho em, còn set 18 chi tiết thì 65k giùm cho em nha. Em bán ha, cái set lớn á mấy chị mua lợi hơn rất là nhiều ha, tại vì nó vừa có kẹp mà vừa có cột nữa mấy chị, vừa có kẹp mà vừa có cột nữa. Đâu nè, cái này là có hai cái tay thỏ luôn nè, cưng lắm. Đây này nha, nè hai cái tay thỏ kẹp hai bên đó mấy chị, kẹp hai bên giùm cho em ha, trời ơi cưng không nè. Có nhũ nữa nè mấy chị, nhũ kim tuyến á, ủa kim sa chứ, đính kim sa nhỏ 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 lên nè, đây nè ha, trời ơi kẹp hai bên hai tay thỏ luôn nè. Cái cột giùm cho em nè, cái cột này á, cái vòng nó nhỏ lắm mấy chị, cái vòng nó nhỏ nha, đây nè bằng cỡ hai lóng tay em thôi à, cái cột mà cái vòng nó nhỏ, mấy bé này là mẫu giáo cột được hết ha, bao tóc nhỏ luôn, bao tóc ít luôn, tại vì cái vòng nó nhỏ không có to đâu, nên nói chung mấy bé mẫu giáo này mang được hết giùm cho em luôn nha. Đó set này 24 lượng nè, set tím 18 chi tiết 65k giùm cho em nha. Đây nha, màu màu hình thỏ giùm cho em nữa nè.
Rồi còn xếp nữa, còn màu nữa. Trời ơi, cái này cực quá nha. Tùm lum hết rồi, em cũng muốn rối theo luôn. Rồi, set tím 18 chi tiết 65 dùm cho em. Còn em đang cầm mấy cái set này là set tới 24 chi tiết lận 85 ha. Chị nào muốn hít nhiều. Có hai chị em á, chị này mà có hai ba chị em á mua một hộp thôi, mấy bé mang chung với nhau, chia ra mang chung với nhau cũng được, kẹp không hết đâu mấy chị. Trời, con nhà em nó lụm tới hai ba set một mình, nó đâu kẹp hết đâu nè, để hoài luôn á. Mua một set này hai ba chị em về chia với nhau luôn á, được hết luôn. Một cái băng, một cái kẹp, ui một cái cột này á, nó là tới hai 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 vòng lận ha, một cặp lận, nên yên tâm giùm em. Trời ơi, cưng lắm. Màu cam nha, màu cam đất, nó là màu cam đất nha mấy chị nha. Nè, màu cam đất nghe em nói rõ là màu, là màu cam đất nha. Rồi con đây nè, nguyên một cái con thiên nga luôn nè ha. Trời ơi, không cưng thì thôi luôn đó, bên còn thiên nga luôn giùm cho em nè đó ha. Đó, đây nguyên một dây luôn nè. Đó, rồi hôm bữa kẹp lên chụp đó, cưng không? Nó là màu cam đất nha. Tông này thì hơi tối chút xíu ha mấy người đẹp nha. Tông này thì hơi tối. Nè, cột nè, đó màu vàng nghệ giùm cho em nha. Đó ha, đó, like quá kỹ luôn á. Rồi. Xong, chị nào muốn xem nón nữa không? Em like nón lại cho. Hôm nay là đang đi hết những cái mẫu nón cũ đây. Rồi, còn chị nào xem gì nữa không mấy chị ơi? Rồi, còn chị nào xem gì nữa không? Không khoan tắt like luôn em, đi chốt hàng đây. Em hết kính rồi. 85k. Còn không ta? Hết rồi, người đẹp. Em còn màu hồng này được không? Còn màu hồng này với màu cam được không? Dạ có nha chị. Em có Shopee nha. Nhưng mà em sẽ không hỗ trợ thối tiền nha. Tay thỏ 24. Set này luôn hả người đẹp? Set này luôn đúng không? À, set hồng đậm 85k à, còn nha chị, đây nè. Còn giùm em nha. Còn. Quên nữa. Còn nha, nói chung là vẫn còn. Còn giùm em hết. Tất cả đều còn. Rối rồi, tới tối là khùng rồi. Rồi luôn giùm em là hai set cho chị luôn nha, hồng đậm hồng nhạt. Ủa không lấy màu khác cho nó lạ hả người đẹp? Hai màu, màu đậm màu hồng luôn hả? Lấy hai màu, màu hồng luôn hả? Cái này hồng đậm nè, cái đó màu hồng 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 bình thường, hồng dâu ha, hồng bình thường thôi. Nè, cái màu này cũng đẹp lắm đó, cái kẹp nó đẹp lắm đó. Nè, tại em chụp á, em chụp lúc nào cũng bị dìm hàng á, tao không có đẹp á. Chứ hả, ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Nhận khách nào nhận hàng cũng kêu là đẹp hơn hình em chụp á. Đó. Len là cái này là len á. Cái bông này là len á, cưng lắm ha. Đó. Trời ơi, nhà nào có hai chị, hai ba chị em á, chia ra nha, chia ra với nhau. Kẹp. Hồng đậm với hồng nhạt ok mama nè. 24 hết ha, 85k một hộp hết ha chị ha. Mấy chị ra ngoài mua một cái set hộp, một cái hộp 24 cái như thế này á, em bảo đảm giá không dưới 90 ngàn đâu. Em nói 90 ngàn là em nói giá thấp thôi đó. Nhiều chỗ bán cái set 24 chi tiết này phải là trên 100 ngàn lận, cho 100, 230, set set nhỏ như thế mới làm 99 ngàn á. Người ta bán set nhỏ 18 chi tiết như thế phải là 99 ngàn á, bao giá mấy chị luôn. Rồi, ok chị Vân lên nè. Rồi rồi rồi. Hậu hậu set hồng đậm. Ok chị hồng đậm 24. Ok chị hậu hậu nè. Ok chị Vân lên set tím nè. Màu tím nó đẹp lắm á, em thích màu tím lắm. Màu tím cưng lắm. Nè, tím mộng mơ cho ở ngoài nhìn mới đẹp. Kẹp tay thỏ coi đúng hộp đó không chị, cho em coi lại hai cái kẹp tay thỏ, hai cái kẹp tay thỏ đây đúng không, đây đúng không chị, đây nè, nó bằng lông á, nó mềm nó mịn lắm. 24 cái là em còn ba màu nè chị, đây nè đúng không, hai bên này nè, 24 cái em đang la trên tay nè.
màu hồng nè, màu hồng, màu hồng, màu hồng thường á, màu hồng bình thường á nha, màu hồng nè, ha, hồng giùm em nè, rồi hồng đậm đây nha, đúng không người đẹp? Nói chung là hộp nào là đúng hộp đó mấy chị, về đúng màu rồi mấy chị ok à, không không có lẫn trao được hết trơn á, tại vì cái hộp nó cái màu cái tông màu của nó là vô đúng cái tông màu của nó thôi à, không có lẫn đi đâu được đâu. Đây nha, hồng đậm giùm cho em nè, nè hồng đậm nhìn nè, cái màu hồng của nó nè, nó là màu hồng đậm nha, tay luôn đó, ui một dây luôn nè, 24 này, 24 em đang cầm trên tay nè, hồng đậm là tông của nó là tông hồng đậm hoặc là tông nâu, ngã nâu xuống giùm em ha, đây nè đó, tông 24 giùm cho em nha, 24 nè, mình muốn họ he lọt cái he lọt cái màu heo nè, nè đó, cái kẹp của nó lúc nào cũng có ruy băng hết nha mấy chị, nên mấy chị yên tâm giùm em, kẹp không có sợ bị đau ha, bé nhỏ mà bé mẫu giáo mang ok hết giùm cho em luôn. Cái cột của nó nữa, cái cột của nó, cái vòng nó nhỏ lắm mấy người đẹp nè, cái vòng của nó nhỏ lắm nè, bằng hai cái lóng tay em thôi nè đó, mấy bé này mẫu giáo vẫn mang được luôn, vẫn cột được bình thường không sao hết, ít tóc vẫn được tại vì vòng nhỏ mà ha. Rồi đây lưu giùm em ba màu nha, hồng hồng thỏ nè ha, hồng đậm đó, với lại một màu cam, cam đất, tông này là tông cam đất giùm cho em nè, nguyên con thiên nga luôn nè, tông cam đất ha. Mẫu này thì cái màu này nói chung là em thật sự là cũng hơi khó phối đồ. Ừ ok chị mama, ở vừa em cũng thấy mà, mấy lần chị mua heo mà, đây luôn nha đó, tông cam đất giùm cho em, màu này thật sự là cũng hơi khó phối đồ ha, tại vì thường mấy bé bận đầm sa rê này nó ít ít màu cam lắm, nhưng mà cái màu nó đẹp, nó sạch nữa, mấy chị mang màu tối thường là sạch lắm ha. Đây nè, kẹp nè, tông cam giùm cho em nha, đó còn một cam thôi ha. Đây nè, kẹp của nó nè, à set 24 á là nó có thêm cái này nữa nè mấy chị, set 18 không có đâu, set 24 mới nó là có cái kẹp bấm nữa nè ha, set 24 là mới có kẹp bấm thôi, còn set 18 không có kẹp bấm đâu nha, chỉ có cột với lại kẹp 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 ấy thôi ha, chỉ có cột với những cái kẹp này thôi nè ha, không có kẹp bấm đâu, set 24 mới có thôi đó, đó thấy chưa, đừng bán mất người khác. Ok chị mama, trời yên tâm, em đã chốt hàng là có nha, tại hàng này mới về mà nên nhiều lắm, khách sĩ qua lấy chưa có lấy nhiều, tại vì em chưa có đăng nhiều á, nên chưa có lấy nhiều, bữa giờ lu bu quá chưa có đăng gì hết. Yên tâm nha, em đã chốt hàng là chắc chắn sẽ có, chúc em gửi link chị đặt luôn giùm em nha, cho đi hàng sớm luôn. Rồi con chị nào xem gì nữa không, không thôi em tắt like luôn nha mấy chị nha, không thôi em tắt like luôn đây nha. Ủa chị Vân Lê, chị lấy set set tím với set hồng là set hồng nào vậy chị, set hồng 24 chi tiết phố không chị, còn hồng không chị, còn hồng là cái gì chị, nói chung là em còn á, em đang để đây là em còn mà, hồng hồng thỏ giùm cho em nè, đây nè, hồng 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 nhạt, chốt hồng nhạt giùm cho em nó nhanh nha. Ủa là chị chốt set, chị Vân Lê chốt set hồng là màu nào vậy, mẫu 24 hay là mẫu 18 đây chị, còn này là hồng đậm giùm cho em nè, hồng đậm nè, hồng đậm là nguyên một con thỏ luôn, chà bá luôn, đặt lên đó, gì ngộ vậy, gì kỳ vậy, chốt đã thèm xong đặt lên và báo hết thèm bán mất rồi, trời đất ơi, đây luôn giùm cho em nè. Tại mấy chị mà ship Shopee á, em chốt hàng là lúc nào em cũng em ưu tiên cho mấy chị ship Shopee hết trơn không à, tại vì á, thường mấy chị mà bấm hủy đơn là Shopee nó phạt em á, chỉ cần khách đặt nhầm thôi, hủy ngay tại lúc đó thôi, mà dồn lại khoảng 5 hoặc 6 cái hủy như thế là em bị một điểm phạt và bị phạt luôn á, nên lúc nào em cũng ưu tiên mấy chị ship Shopee hết trơn á, rồi hàng chốt là em sẽ báo chốt đúng ok, còn thường em mà thường hết hàng là khi mấy chị mà giữ hàng á, mấy chị mà kêu em giữ hàng là em không có nhớ đâu, bởi vì nhiều khi em hết em báo hết hàng là em chốt rồi, mà em báo hết hàng là nhiều khi mấy chị mày đã giữ hàng, bắt em giữ hàng tới 3-4 ngày á là em mới hết thôi. Ừ đúng rồi chị, mai em nhớ mà, em nhớ chị mà, hồng 24 cái đó, hồng 24 cái hồng đậm, à rồi ok chị, một set tím 18 với lại một set hồng đậm, hồng đậm thỏ này nha chị nha, đây nè, đây ha, hồng đậm này ha, trời ơi cái này cưng lắm, cưng lắm luôn á, hồng nguyên con thỏ nè, cột không biết sao hết luôn á, em nói thiệt á, em không biết sao cột hết luôn á, cái nhiều cột tới cái tết cũng chưa xong nữa,
trừ phi mấy bả mang đi học á, mang đi học mà kẹp á, chia này nọ mất thôi, cái còn không là để nhà hoài không bao giờ hết nổi á. Tím 18 với lại hồng đậm 24 hả chị ha? Trời ơi, em bán 5.000, 5.000 như thế là em lời được cái 5.000 trong đó rồi đó. Chứ vốn cũng phải là 60 hoặc 80 chục một hộp rồi mấy chị. Rồi, thôi cho em tắt like luôn nha, hết luôn rồi. Ok chị Vân Lê, mấy chị lấy hàng, mấy chị chịu khó inbox vẫy tay giùm em nha. Lấy hàng inbox vẫy tay giùm em nha. Rồi ok chị Vân Lê, inbox vẫy tay giùm em chốt đúng hàng của mấy chị qua cho mấy chị. Ok rồi mình ship ha mấy chị ha. Rồi, cho em tắt like luôn nha.